Thưa đại chúng, kỳ trước chúng ta đã học tới tâm hành vô si, the absence of delusion. Hôm nay chúng ta học đến cái tâm hành gọi là khinh an. Khinh nó có nghĩa là nhẹ. Và an có nghĩa là không có sóng gió. Khinh tiếng Anh dịch là, có thể dịch là lightness, sự nhẹ nhàng. Và an tiếng Anh có thể dịch là peace. Khinh an là một cái tâm sở tốt, một cái tâm hành tốt. Nó là một trong số 11 cái thiện tâm sở. Và chúng ta cũng biết rằng khinh an là một trong 7 yếu tố nó đưa tới giác ngộ, gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Vì vậy cho nên tâm hành khinh an rất quan trọng. Mình tu mà mình không có khinh an là mình chưa thành công. Tu mà nặng nề và có sóng gió thì không có thành công. Trong truyền thống Đại Thừa thì chúng ta chỉ có một cái tâm sở khinh an thôi, nhưng mà trong Phật giáo Nam truyền khinh an nó được chia ra làm thân khinh an và tâm khinh an. Khinh an của thân và khinh an của tâm. Trong khi tu tập thì chúng ta phải làm cho cái thân của chúng ta nó nhẹ nhàng. Muốn cho thân nhẹ nhàng thì phải giữ gìn. Trong sự sống hàng ngày, ăn uống như thế nào, làm việc như thế nào, sinh sống như thế nào để cho cái thân của chúng ta được nhẹ nhàng. Ví dụ như là buổi chiều ăn ít thôi, là một cái loại thực tập nó giúp cho thân khinh an. Tại vì nếu mà cái thân nó không khinh an thì cái tâm nó cũng khó mà khinh an. Ví dụ như là buổi chiều mà chúng ta ăn hơi nhiều, cái dĩa hơi hơi đầy, thì tối đó ngồi thiền buồn ngủ không có thành công. Khinh là nó nhẹ nhàng, còn an tức là nó an ổn. Sóng gió nó có thể xảy ra trong thân, không phải là trong tâm mà thôi. Có những cái lúc ta bất an ở trong thân, chúng ta thở hổn hển, trong ruột chúng ta nó căng cái bụng chúng ta lên như là một cái trống đập cái bình 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 bình. Những cái lúc đó thì đi thiền hành cũng không ngon mà ngồi thiền tọa cũng không ngon. Vì vậy cho nên tu không có nghĩa là tu tâm mà thôi, tu phải là tu thân. Thành ra những người nói tôi chỉ tu tâm thôi, tức là những người không tu gì hết. Nói như vậy để khỏi tu chứ có gì đâu. Tôi tu trong tâm thôi, tôi không cần thiền tọa, thiền hành gì hết. Vậy thì tu tâm có nghĩa là không có tu. Tu thật á, là phải tu cả thân lẫn tâm. Và trong một pháp đàm mình phải bàn cho kỹ lưỡng những cái yếu tố nào nó có thể đem lại được cái sự nhẹ nhàng và an ổn cho cơ thể. Nếu cần thì mình mời một nhà dinh dưỡng học, một nhà thể dục học, một vị bác sĩ, để những người đó có thể đóng góp ý kiến cho mình. Và nhất là mời những vị nào có thực tập những cái điều họ biết đó. Tại vì nhiều khi họ biết rất nhiều về dinh dưỡng, họ biết rất nhiều về những cái phương pháp làm cho thân an, nhưng mà họ không làm. Và mình mời những người đó tới không có lợi lắm. Mình mời những người
mà cái tri nó đi với cái hành thì nó tốt hơn. Và mình có thể lợi dụng được, lợi dụng theo nghĩa tốt á, cái kiến thức và kinh nghiệm của những nhà chuyên môn về dinh dưỡng học, về giáo dục cơ thể. Cố nhiên trong cái truyền thống đạo Bụt á, chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm để lại từ những cái thế hệ xưa. Cách ăn, cách ngủ nó có liên hệ tới cái chuyện làm cho cái thân mình nhẹ nhàng và nó an ổn. Rồi mình phải làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và nó an ổn. Tại vì nếu tâm không có nhẹ nhàng, tâm mình nặng trĩu sầu thương, nặng trĩu giận hờn, nặng trĩu nhớ nhung, nặng trĩu tuyệt vọng thì mình cũng không thành công được. Cho nên mình phải buông những cái gánh nặng đó xuống. Mà muốn buông những cái gánh nặng đó xuống đó, phải thực tập mới được. Phải thực tập mới buông được. Đặt gánh nặng xuống là một cái danh từ thường được dùng ở trong kinh. Đặt gánh nặng xuống. Ai cũng muốn đặt gánh nặng xuống. Có ai muốn gánh cho nặng đâu. Nhưng mà tại vì không biết cách cho nên không có đạt được. Mà phải nhờ vào thầy, nhờ vào bạn, nhờ vào tăng thân thì đặt xuống gánh nặng mới được. Có nhiều người họ biết là họ đang gánh rất nặng, nhưng mà họ chịu thôi suốt đời. Đôi khi cái gánh nặng đó là cái gánh nặng kiến thức nữa. Tại họ học nhiều quá, họ đọc sách nhiều quá, họ biết nhiều quá, mà họ không có tiêu hóa được những cái gì họ thâu nhập. Và đó cũng là một thứ gánh nặng, gọi là gánh nặng sở tri, một cái chướng ngại gọi là sở tri chướng. Chúng ta nhận thức rằng là những người về làng Hồng, nếu mà người nào đã học Phật quá nhiều, có cái gánh nặng về kiến thức thì tu tập khó thành công hơn. Đôi khi tới không có gì hết mà tu tập lại mau. Tại vì trong trường hợp đó, những người đó họ chưa có gánh nặng. Tại vì cái quan trọng là cái hiểu, chứ không phải là cái biết. Biết nhiều nó có thể là cái hại. Biết nhiều mà không hiểu gì hết, đó là một cái gánh nặng rất lớn. Thành học giáo lý không phải là chú ý chất kiến thức, mà thấy được đường đi, là để thấy được cái đường đi, làm cho thân nó nhẹ và tâm nó nhẹ. Trong truyền thống đạo Phật Nam Phương, nó có tâm sở nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn tức là nó mềm, nó dẻo. Nó giống như là một cái gì mềm mại, dễ uốn. Ví dụ như là những nhà tập yoga, thân họ rất là nhu nhuyễn, không cứng ngắc. Nhu nhuyễn là như vậy. Ví dụ như có một cái thứ vỏ gọi là nhu đạo, không có dùng cái sức gọi là cái sức thô, mà dùng cái sự mềm dẻo nhu nhuyễn để thành công. Đó là con đường của nước, không phải con đường của đá. Con đường của đá thì nó cứng, nó thẳng, và con đường của nước thì nó mềm. Thành ra trong cái sự thực tập của mình thì mình phải làm thế nào để cho cái thân mình nó nhu nhuyễn và cái tâm mình nó nhu nhuyễn mới thành công được. Chúng ta có hình ảnh của những cây mây, tại vì mây là một cái thứ
cây mà chúng ta có thể uốn nắn được. Chúng ta làm ra những cái bộ ghế, bộ bàn rất là dễ. Thành ra mây nó có chất nhu nhuyễn, nó có tính nhu nhuyễn mà cây thông không có có. Thì chúng ta phải tập như thế nào để cho cái thân và cái tâm của chúng ta nó đừng có cứng ngắc, nó mềm, nó uyên chuyển, nó nhu nhuyễn thì mới thành công được. Ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền mà cái lưng nó cứng ngắc, rồi cái cổ nó cứng ngắc, hai chân nó cứng ngắc, thì chỉ nổi trong vòng 15 phút là chúng ta thấy bắt đầu đau, đau trong người. Và những cái bắp thịt nó căng thẳng. Cho nên ngồi thiền á, sau khi đã điều phục cái thế ngồi rồi đó, cái lưng thẳng và cái đầu nó thẳng trên cái trục của thân rồi đó, thì chúng ta phải buông thư tất cả những bắp thịt ở trên mặt, buông thư tất cả những bắp thịt trên bả vai, trên cổ, và buông thư hết. Tuy chúng ta ngồi rất thẳng, ngồi rất đẹp, nhưng mà chúng ta rất là thư thái, rất là buông thư. Thì cái đó gọi là thân nhu nhuyễn. Mà thân nhu nhuyễn thì tâm nó mới nhu nhuyễn được. Tại đó, ở Lăng Hồng thì mình có thực tập thiền nằm. Thực tập thiền nằm có mục đích là làm cho thư giãn tất cả những bắp thịt trong con người của mình, từ mắt cho tới dưới gót chân. Thì chúng ta phải có cái khả năng làm được như vậy cho chính mình. Ví dụ như khi mà chúng ta leo lên giường ngủ đó, thì tại sao chúng ta không có thực tập thiền nằm một mình? Mình tự hướng dẫn mình, mình dùng cái chánh niệm của mình mà chiếu sáng từ đỉnh đầu tới đi tới đâu thì thấy được tới đó, và mỉm cười và làm cho những cái bắp thịt ở cái địa phương đó nó thư giãn ra. Thì các vị đã được tham dự những cái buổi thiền nằm rồi á, phải biết tự làm thiền nằm cho mình. Tại vì nếu mà quý vị làm thiền nằm cho mình trước khi ngủ á, nằm thẳng trên giường của mình và thực tập thân nhu nhuyễn, thì tâm mình nó sẽ nhu nhuyễn và mình sẽ đi vào giấc ngủ ngon. Ở Á Đông thì chúng ta không có nằm trên những cái tấm nệm quá mềm. Thành chúng ta nằm trên những cái giường tre, những cái chõng tre hay là những cái bộ ván, bộ phản đó. Chúng ta quen với cái đó rồi, thành ra làm thiền nằm rất hay. Hay hơn là nằm trên một cái nệm. Và khi mà làm thiền nằm thì tốt hơn là đừng có dùng gối. Chúng ta có thể làm thiền nằm trong phòng khách chúng ta trước khi đi ngủ. Nếu trong trường hợp mà cái giường của chúng ta quá mềm. Tôi nhớ lại hồi mới sang Tây Phương đó, cho một cái giường mềm nằm ngủ không có được. Thành nó phải xách mền xuống dưới đất nằm. Mà nếu mà cái nệm mà không có tốt đó, thì nó có thể làm cho cái xương sống của mình không có thẳng, nó cong. Thành thử ra tập nằm trên một cái giường cứng thì tốt hơn. Ở Lăng Hồng chúng ta có thể thực tập cái điều đó, tại vì cái nệm của chúng ta chỉ có mấy phần thôi. Cơ dương tốt để chúng ta thực tập. Chúng ta phải nắm cho được cái kỹ thuật hướng dẫn thiền nằm để giúp người khác và tự làm cho mình mỗi ngày. Trong cái thời đại của chúng ta
phần lớn là đều bị sức ép của công việc, của những trách vụ trong xã hội, tôi gọi là stress. Và trong các trường người ta bắt đầu người ta dạy một cái môn gọi là stress management, chống lại stress. Thì ở trong đạo Phật tất cả những cái đó đều đã có dạy và chúng ta phải làm cho được. Trong cái cộng đồng của chúng ta, trong cái tăng thân của chúng ta, chúng ta nên thực tập thiền nằm, và chúng ta hãy chia phiên nhau để thực tập hướng dẫn thiền nằm. Chúng ta làm được bằng tiếng Việt, làm được bằng tiếng Anh, làm được bằng tiếng Pháp. Cố nhiên là trong khinh an nó có nhu nhuyễn, nhưng mà trong đạo Phật Nam truyền cho nhu nhuyễn thêm để cho nó rõ ràng. Nhu nhuyễn tức là không có cứng ngắc, không có stiff. Trong cái danh sách của chúng ta thì không có tâm nhu nhuyễn. Chỉ có tâm khinh an thôi, nhưng mà chúng ta nên biết rằng ở trong đạo Phật Nam truyền có tâm nhu nhuyễn, thân nhu nhuyễn, chia làm hai. Chúng ta biết rằng khi mà muốn đạt tới cái trạng thái khinh an thì trong thân, trong tâm của chúng ta phải có một ít chất liệu vô tham và vô sân. Tại vì nếu mà sự thèm khát vật dục á, nó còn trấn ngự trong thân, trong tâm chúng ta thì khó mà khinh an được lắm. Nếu mà sự giận hờn nó còn trấn ngự trong tâm của chúng ta thì khó khinh an lắm. Vì vậy cho nên trong cái yếu tố khinh an, mình thấy cái chất liệu của vô tham, vô sân ở trong đó. Cái tâm hành tốt kế tiếp là bất phóng dật, không phóng dật. Phóng dật tiếng Việt mình nó dịch là buông lung. Buông lung tức là liều mạng, để nó kéo đi đâu thì đi. Lục bình trôi riu riu, không có làm chủ được cái thân của mình, không có làm chủ được tâm của mình. Tiếng Phạn là apramada, nó có nghĩa là có cảnh giác, có cảnh giác, có chủ quyền. Không phóng dật, bất phóng dật tức là có tỉnh thức, có cảnh giác, có chủ quyền, không có tự buông mình ra để cho hoàn cảnh nó kéo, để cho sân hận buồn phiền tham dục nó kéo, và là không buông luôn. Cũng đành nhắm mắt, đưa chân để xem con tàu xoay vần tới đâu. Đó là một cái loại buông lung. Mình phải nắm lấy cái đời của mình, mình phải nắm lấy cái chủ quyền của đời mình trong từng giây từng phút. Đừng trở thành một cái nạn nhân cho hoàn cảnh bên ngoài và những cái quấy động của tâm thức bên trong. Đừng có như một cái nút chai bập bình trôi trên biển cả, sóng vỗ tới đâu thì chạy theo đó. Mình phải biết là một con tàu có hướng, có người lái đàng hoàng. Cái đó gọi là không buông lung. Trong cái buổi công phu chiều, chúng ta có bài kệ vô thường: thì nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên,
đã niệm vô thường, thần vật, thoáng vật. Nó có nghĩa là ngày hôm nay đã sắp qua rồi, thì cái mạng sống của chúng ta nó cũng giảm bớt lại. Biết như vậy thì thấy rằng mình cũng như một con cá đang bơi lội dưới nước, nhưng mà nước càng ngày càng cạn, thì đâu có vui gì về cái chuyện thời gian qua mau. Cho nên đại chúng hãy nên tinh tấn. Tinh tấn tức là cần. Như là cứu cái tình trạng lửa cháy trên đầu, như cứu đầu nhiên, tức là lửa nó cháy trên đầu mình và mình phải cứu. Phải nghĩ tới cái vô thường và đừng có buông lung, đừng có phóng dật. Chúng ta có bản tiếng Việt ở đây này. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Bài này nó giàu hơn bài kia, nó chỉ thiếu có cái hình ảnh là cháy trên đầu thôi. Như cái hình ảnh cháy trên đầu là hình ảnh rất Ấn Độ, tại vì bên Ấn Độ người nào cũng đổi cái khăn hết, và vì đội cái khăn cho nên mới bị cháy đầu. Còn nếu chúng ta không có đội khăn thì làm sao mà cháy đầu được. Đội khăn mà hút thuốc hay làm cái gì đó nó cháy trên đầu, mà cháy trên đầu là cái chuyện cấp tốc nhất là phải chữa cháy trên đầu, gọi là như cứu đầu nhiên. Nếu chúng ta không có biết cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta cũng ngạc nhiên tại sao là lửa cháy trên đầu. Ở trong Nam thì các bà có đội khăn rằng, nhưng mà đội khăn rằng theo kiểu miền Nam nó chắc cũng không có cháy được. Ở đây các ông Ấn Độ quay nhiều vòng ở trên đầu cho nên mới bị cháy. Như cứu đầu nhiên. Nhưng mà bên này mình đội nón len chắc cũng có thể cháy được. Vậy thì phóng dật là cái sự ngược lại của tinh tiến, của cảnh giác. Còn bất phóng dật là ý thức được về vô thường, ý thức được cái sứ mạng của mình, ý thức được là mình muốn cái gì, mình phải thực hiện cái điều nào, và mình phải nắm lấy cái vận mệnh của mình ở trong tay, nắm lấy đời sống của mình trong tay. Ta đang làm chi đời ta? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Đó là một cái câu nói, câu hỏi, nó giúp cho mình trở về, mình nắm lấy cái vận mệnh của mình. Thi sĩ Hoàng Vũ Hoàng Chương có viết một cái cuốn sách tên là Ta đã làm chi đời ta. Thì bây giờ mình đổi lại chút, mình nói ta đang làm chi đời ta. What I'm doing with my life. Có thể là mình đang đốt cái đời của mình một cách rất là vô duyên. Mình đang làm hư cuộc đời của mình một cách rất là vô duyên. Và khi mình biết rằng đang làm cái gì cho đời mình, đôi khi mình dẫm đạp lên trên tuổi trẻ của mình, dẫm đạp lên trên an lạc hạnh phúc của mình, dẫm đạp lên trên những người thương của mình không biết, bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói, bằng cái cách sống của mình, mình đang tàn phá cuộc đời của mình mà mình không có biết, tại mình u mê. Cho nên hỏi lại câu hỏi là ta đang làm gì đời ta? Ta đang làm gì đời của những người ta thương? Thì mình sẽ dừng lại, mình nắm lấy cái vận mạng của mình trong tay, mình sống cho an lạc thảnh thơi
và mình giúp cho những người mình thương cũng được an lạc thảnh thơi. Đó là cái tâm trạng gọi là bất phóng dật, không có buông lung, không làm một cái chiếc lục bình trôi riêu riếu trên sông nước, đi với nào thì mình trôi theo cái đó. Phải có chủ quyền, mà nếu muốn có chủ quyền thì phải có sự tỉnh thức, phải có thầy có bạn nhắc nhở. Tâm hành kế tiếp á là tâm hành hành xả. Hành xả tức là upeksa. Tiếng Anh dịch là equanimity. Hành xả có nghĩa là không có bị vướng mắc, không bị kẹt vào, không có theo phe, không có nhị nguyên. Chúng ta biết rằng ở trong đạo Phật có dạy về bốn cái tâm, gọi là bốn tâm rộng lớn vô cùng, gọi là tứ vô lượng tâm. Ở trong đó có từ, có bi, có hỷ và có xả. Xả tức là yếu tố hành xả, một trong yếu tố của bốn vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả tức là bốn khía cạnh của tình thương dạy tới trong đạo Phật. Tình thương gọi là tình thương đích thực, chứ không phải là tình thương mê đắm, tình vướng mắc. The Buddhist teaching on love gọi là lăng xanh mắng Buddhic suyệt la mùa. Vậy thì từ tức là cái khả năng có thể đem lại niềm vui cho người mình thương. Cái khả năng chứ không phải là cái ước muốn đâu. Ước muốn chưa phải là từ. Tại vì nếu mà không khéo thì càng thương người kia càng khổ. Bi là cái khả năng chuyển hóa cái đau khổ ở trong người mình thương. Người kia có niềm đau, mình làm sao mà lấy cái niềm đau đó ra được thì gọi là bi. Định nghĩa cố điển là từ năng giữ lạc là hiến tặng niềm vui. Bi là bạt khổ, tức là có thể làm cho cái nỗi khổ kia nó chuyển hóa, nó đi ra khỏi. Và trong tình thương chân thật á, luôn luôn nó có niềm vui, gọi là hỷ. Tức là niềm vui cho mình và cho người. Trong một cái tình thương chân thật á, thì mình và người kia, hai người đều có hạnh phúc hết. Còn nếu một mối tình mà nó tạo ra sóng gió, nó tạo ra nước mắt, nó tạo ra sự mắc kẹt, nó tạo ra oan khiên, thì những mối tình đó không phải là tình nói tới trong đạo Phật. Tình đích thực là chỉ có thể mang tới niềm vui thôi. Mà một mối tình đó, mà trong đó cả hai người đều khổ hết, thì cái tình đó không phải là tình nói tới trao đạo. Thì hỷ ở đây tức là hạnh phúc đó. Dịch theo rồi dịch ra danh từ mới đó, joy. Và xa ở đây tức là không vướng mắc. Thương nhưng mà không vướng mắc. Buông ra. Tiếng Pháp là lâcher prise, release. Và nó có nghĩa là không có kỳ thị. Không có kỳ thị, equanimity. Khi mình thương là tại vì cái người đó rất cần tình thương của mình. Người đó khổ, người đó cần tới mình cho nên mình thương. Chứ không phải là tại vì người đó
là người cùng một nước với mình, cùng một dòng họ với mình, cùng một đảng với mình, cùng một quan niệm với mình. Nếu mình thương người đó là tại vì người đó cùng một cái tôn giáo với mình, thì cái tình thương đó không phải là tình thương đích thực. Đó là mình thương mình, tại đó là đảng tôi, tại đó là đạo của tôi, tại đó là nước tôi. Tình thương theo cái nghĩa cao nhất của đạo Phật á là không có điều kiện. Tôi thương anh là tại vì anh cần đến tình thương thôi, chứ không phải là tại vì anh là cái này, ai anh là cái kia thì tôi mới thương. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái tình thương cao đẹp nhất, gọi là yếu tố xả, không có vướng mắc. Xả tức là không có phân biệt, không có phe phái, không có preference. Xả tức là giữ lại cái sự tự do của mình. Xả là không có sự kỳ thị. Xả là công bằng. Khi mà mình thương một người dễ thương với mình, cái đó chưa hẳn là tình thương chân thật. Mình chỉ thương cái người dễ thương với mình thôi, và cái người khó thương mình không thương, thì cái đó chưa phải là cái tình cao nhất nói đến ở trong đạo Phật. Je t'aime, c'est parce que tu as besoin de mon amour, c'est tout. Và khi mình thương như vậy, mình cũng có vướng mắc. Ngược lại là thương có điều kiện. Tôi thương anh thì anh phải như thế này, phải như thế kia tôi mới thương. Lúc ban đầu thì bà mẹ thương con là nó vô điều kiện lắm. Mẹ thương con tại vì con của mẹ, con là con của mẹ. Nhưng khi mà đứa con nó lớn lên, nó có cái nhận thức riêng của nó, nó có cái ưa thích riêng của nó, nó có cái ý riêng của nó, thì mẹ bớt thương. Là tại vì nó đã có một cái nhân cách riêng, đã có một cái đời sống riêng. Mình muốn nó mặc áo đỏ nhưng mà nó không muốn mặc áo đỏ, tức là mình bất thương. Còn cha thì nói rằng nếu mà mày làm cái này, cái này, cái này thì mày mới là con tao, tao mới thương mày. Còn nếu mày không làm cái này, cái này, cái này, mày không phải là con tao, mày đi đâu thì đi, không mày không, tao có thương mày. Thì cái thương đó chưa phải là lòng tình thương đích thực. Thương tức là phải chấp nhận cái người kia như là cái người kia. Ông đã accepter l'autre tel qu'il est thì mới gọi là tình thương ở trong lòng. Mình phải chấp nhận cái sự khác biệt của kẻ kia. Thương không có nghĩa là làm cho kẻ kia giống hệt như mình. Mình không phải, tình thương không phải là cái máy đúc. Tôi đúc ra anh giống hệt như vậy thì tôi mới thương, còn anh hơi khác là tôi không có thương. Tức là thương trong tình thương đích thực là phải để cho người kia là người kia. Và như vậy thì trong tình thương nó có cái sự tôn trọng, tôn trọng cái sự khác biệt của người kia. Và người kia mới có không gian để mà phát triển. Còn nếu không thì tình thương của mình là một cái tù ngục, một cái lồng chim sơn son thép vàng. Dù là sơn son thép vàng thì nó cũng là tù ngục. Cái tình thương của mình, cái tình yêu của mình, nếu là tình yêu chiếm hữu độc tài, thì dù mình có thương cách mấy đi nữa thì tình thương đó chẳng qua chỉ là một cái nhà tù. Mà dù mình có sơn son thép vàng cái nhà tù đó, mình để là lâu đài tình ái, thì nó vẫn là nhà tù như thường. Nhà tù như thường.
Thành ra mình phải hỏi người mình thương: này em có cảm tưởng là em đang ở tù không? Này anh có cảm tưởng là anh đang ở tù, em là người cai ngục không? Hỏi nhau những câu như vậy. Và nếu mà mình hỏi bằng tất cả cái sự thành khẩn của mình thì người kia sẽ nói rõ. Tại vì tình thương đích thực là một tình thương nó cho người kia tự do, đủ không gian để mà vùng vẫy. Và nếu không thì cái tình thương đó nó làm cho người mình thương càng ngày càng héo hắt, càng khô mòn. Thì đó không phải là tình thương đích thực. Cho nên xả là một yếu tố quan trọng trong bốn yếu tố của tình thương là buộc. Có thể là trong tình thương mình nó có chút xíu xả, nhưng mà một chút xíu đâu có đủ. Và nếu không có xả thì sẽ không có bao nhiêu hỷ, không có bao nhiêu bi, không có bao nhiêu từ. Tình thương theo đạo Bụt là không có kỳ thị. Tình thương là một cái đích thực, là một cái gì nó đem lại niềm vui, nó đem lại cái sự thư thái, đem lại hạnh phúc thôi. Mà nếu không có bốn yếu tố này trong tình thương thì tình thương có thể trở nên độc tài, chiếm hữu, tạo đau khổ cho mình, tạo đau khổ cho người kia. Hành xả cũng là công tâm. Tôi đưa ra một cái ví dụ cho quý vị cười cho vui, là khi mà mình coi một trận đấu túc cầu hay là một cái trận đấu nào khác, mà nếu mà mình nhìn cái trận đấu đó, hai cái phe đang đấu với nhau đó với xã đó, thì sẽ tức cười lắm. Mình sẽ thương cả hai bên. Mình thấy rằng trong một trận đấu thế nào cũng có bên thắng, bên thua. Thì bên thắng hồ hởi, nhưng mà bên thua luôn luôn là đau khổ. Mà 99,9% những cái người theo dõi những trận đấu trực tiếp hoặc là qua truyền hình là đều đồng nhất với một phe, và chỉ muốn cái phe đó thắng thôi. Mà cái sự đồng nhất đó nó có cái hộp giống ở trong đó. Ví dụ như là mình có một người cô hiện bây giờ đang ở bên Pháp, mình thương cô mình chưa biết nước Pháp là gì hết, mình rất thương cô của mình tại vì biết là cô mình đang ở nước Pháp. Và ngồi tại thành phố Hồ Chí Minh, mình coi một trận đấu giữa Pháp và Ivanyo, mình muốn Pháp thắng là tại vì cô mình đang ở nước Pháp. Và suốt cả trận đấu thì mình rất là thích khi nào mà nước Pháp mà thắng được một trái thì là mình mừng ghê lắm. Thì mình có cái niềm vui trong suốt cái trận đấu đó. Mình không có biết rằng có những người họ có người gì đang ở bên Ivanyo, và những cái người đó đang mong cho Ivanyo thắng. Thành ra mình trở thành ra một mớ trẻ con, và mình coi cái trận đấu đó trên một cái nền tảng ngã chấp. Mình không có thấy rằng một bên thắng thì bên kia sẽ khổ. Và thường thường một trận đấu là như vậy, trận đấu nào cũng như vậy. Thành ra khi mà mình nhìn một cái trận đấu như vậy bằng cái tâm xả đó, bằng tình thương đó, thì mình thấy không có vui nữa. Cái vui của mình hoàn toàn căn cứ trên cái ước muốn của mình, để cho bên thắng, để cho bên kia thua. Mà nếu quý vị không có cái ước muốn đó thì cái trận đấu nó trở thành ra không có quan trọng nữa, nó không có thích coi nữa. Và thay vì coi trận đấu đó thì quý vị tắt máy đi thiền hành sướng hơn nhiều. Tại vì đi thiền hành không có ai thua hết, ai cũng thắng hết.
Tại vì từng bước chân thảnh thơi của mình nó làm cho mình an lạc, và nó làm cho những người thương của mình an lạc. Chỉ có thắng thôi, không có thua. Đây là định nghĩa của hành xả trong tác phẩm Thành Di Thức Luận của Thầy Huyền Trang, Tam Tự, Tam Tạng Pháp Sư Thích Huyền Trang, người mà đi qua Ấn Độ Thỉnh Kinh với là Tôn Ngộ Không. Tinh tấn tam căn, tinh tiến tam căn. Linh tâm bình đẳng chánh trực, đó là cái bản chất của xả đó, tôi gọi là tánh bản chất. Bản chất của nó là tinh tấn, nó có sự đi tới, nó lấy cái nguồn năng lượng từ cần. Tam căn đây tức là ba cái thiện căn, tức là vô tham, vô sân, vô si. Và hai cái yếu tố này nó giúp cho mình cái, nó khiến cho, linh là khiến, khiến cho cái tâm mình nó bình đẳng. Bình đẳng ở đây tức là không có theo phe này mà chống lại cái phe kia. Mà trong một cái cuộc xung đột có hai phe, mà nếu mình có tình thương chân thật thì mình có theo phe. Và mình phải thấy được cái sự đau khổ của cả hai phía, và mình có ý hướng muốn hòa giải. Mình cũng có thấy rằng một phe hoàn toàn đúng và một phe hoàn toàn sai. Mình thấy phe nào cũng đáng được thương hết. Và do đó cho nên mình đem hết tất cả những cái năng lượng của mình để mình giúp cho cả hai phe hòa giải với nhau. Khi mà bà mẹ thấy hai đứa con đánh nhau đó, thì bà mẹ có cái tâm xả. Xả này tức là thương con đồng đều. Vì vậy cho nên không có muốn đứa này đánh đứa kia đánh đứa nọ. Và vì vậy cho nên bà mẹ muốn hòa giải cả hai đứa. Tại vì hai đứa đều là con mình, và hai đứa đều khổ trong cuộc xung đột này cả. Thì trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam giữa miền Nam và miền Bắc á, thì người Phật tử vì thực tập theo tứ vô lượng tâm, cho nên đã có lần nói rõ ra rằng tôi không có theo Nam chống lại Bắc, tôi cũng không có theo Bắc chống lại Nam, tôi muốn Nam Bắc ngồi lại một nhà và những người bên ngoài để cho chúng tôi có cơ hội nhận diện và nắm tay nhau. Thì trong cái phong trào tranh đấu của Phật giáo nó có cái tiếng nói đó. Thì tiếng nói đó đã bị hai phe lâm chiến lên án. Tất cả hai phe đều nói rằng phải biết ai là bạn, phải biết ai là thù mới được. Nhưng mà trong khi đó cái tuệ giác của Đạo Bụt cho rằng, cho mình thấy rằng phe nào cũng là anh em của mình. Không những người Việt với nhau, người Việt là anh em của mình, mà những người họ
tới họ xâm chiếm mình, cũng là anh em của mình đó. Cái điều này có thể bị lên án, nhưng mà nếu mình có tuệ giác á, thì mình sẽ thấy như thế này. Cái đối tượng của sự tranh đấu của mình á, mình phải đặt cho đúng. Chúng ta biết rằng những cái người lính, những người lính Hoa Kỳ, những người lính Pháp tới để mà xâm chiếm nước ta, họ cũng là những nạn nhân của những cái chính sách thực dân. Và cái kẻ thù đích thực của chúng ta là cái tư tưởng thực dân, cái chính sách thực dân của cái chính phủ họ. Những người kia họ đâu có muốn tới để chết và để giết, nhưng mà họ đã phải tới để chết và để bị giết. Cho nên với cái nhìn như vậy, ta thương được những cái kẻ thù nữa, những cái kẻ mà chúng ta gọi là kẻ thù nữa. Và chúng ta xoay cái tranh đấu chúng ta tới cái đối tượng mà chúng ta cho là cái nguyên do sâu sắc nhất của chiến tranh. Cho nên cái năm 66 mà thầy đi ra ngoại quốc và đi sang Mỹ, thì thầy đã nói rằng cái chính sách của quý vị Việt Nam làm chính sách rất là sai lầm. Quý vị gây ra sự tàn hại cho người Bắc, người Nam Việt Nam, mà quý vị cũng đưa lấy con em quý vị vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Thành ra quý vị phải chấm dứt cái chính sách này lại. Và thầy đã đi tới Ngũ Giác Đài, thầy đã đi tới Bộ Ngoại giao, thầy nói những câu nói như vậy. Và có một lần tại một cuộc biểu tình ở Hoa Thành Đốn của chiến binh Hoa Kỳ, cựu chiến binh Hoa Kỳ, có nhiều người đã khuyết tật rồi, thì thầy nói rằng là tôi không có thù hận các vị. Quý vị đã qua Việt Nam để bỏ bom, để giết và để bị thương, bị giết. Tôi thấy rất rõ là quý vị cũng là nạn nhân của chiến tranh như là chúng tôi thôi. Kẻ thù của chúng ta là vô minh, là cuồng tín, là sự thiếu hiểu biết, là một chính sách u mê. Thì chúng ta phải nắm tay nhau để chống lại cái tinh thần cuồng tín đó. Chúng ta phải nắm tay nhau để chống lại cái u mê đó, cái chính sách sai lầm đó. Và khi mình nói như vậy, mình nói rất là chân thật. Mình thấy được không những người Bắc không phải là kẻ thù của mình, không những người Nam không phải là kẻ thù của mình, mà chính người chiến binh Mỹ cũng phải là kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình nó nằm trong đầu óc của những cái người làm chính sách, mà những chính sách đó là căn cứ trên một cái nhận thức rất là sai lầm về tình trạng. Thì hoạt động chống chiến tranh đó, nó cũng phải có trí tuệ, chứ không phải là chống bất cứ cách nào mới được. Và khi mà mình nói như vậy, mình chinh phục luôn cái giới cựu chiến binh Hoa Kỳ. Mình phải chinh phục giới trí thức, mình phải chinh phục giới tôn giáo, mình phải chinh phục luôn cả những cái thành phần ở trong cái quân đội họ nữa, để họ thấy rằng cuộc chiến tranh đó là một cái sự lầm lẫn lớn của nước Mỹ. Nhưng mà những người mà không có tuệ thì khi mà mình mở miệng mình nói rằng anh em phải chấm dứt cuộc chiến tranh này đi, anh em phải ngồi lại với nhau, phải công nhận nhau, thì họ có thể nói rằng mình là một người không có trí tuệ, mình không phân biệt được ai là bạn, ai là thù, là tại vì họ đâu đã học được cái bản chất của tình thương ở trong đạo Phật. Bản chất tình thương trong đạo Phật là công tâm, là trí tuệ, là thấy rằng trong đau khổ thì người nào cũng là đối tượng của tình thương ta cả. Cái hồi đó thì trong phong trào chống chiến tranh ở miền Nam, các bạn trẻ có hát cái bài kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Đó là nhạc Phạm Duy mà lời của thầy. Our enemies are not men, if we kill men with whom shall we live. Đó là tiếng nói của Phật giáo. Mà anh em giết nhau là một cái chuyện rất là u mê.
Cho nên Trịnh Công Sơn có một bài hát ở trong đó có câu: ôi đất nước u mê ngàn năm. U mê, anh em giết nhau là u mê rồi chứ gì nữa. Và cái tiếng nói của mình nó phát xuất từ cái tuệ giác của mình, từ cái tình thương đích thực của mình, là mình không có kẻ thù. Và kẻ thù của mình là cuồng tín, là sự u mê, là kỳ thị, là sự mê đắm những cái chủ thuyết, dầu là chủ thuyết cộng sản hay là chủ thuyết chống cộng, cũng là những chủ thuyết. Tại vì đời sống của con người nó cao hơn bất cứ một chủ thuyết nào. Và sinh mạng con người rất là quý. Và tiếng nói đó không phải là tiếng nói của chính trị, mà tiếng nói của tình thương đích thực trong Phật giáo. Tình thương đích thực trong Phật giáo là phải có từ, khả năng hiến tặng niềm vui, phải có bi, khả năng làm vơi đi nỗi khổ, phải có hỷ, tức là phải có niềm vui, phải có hạnh phúc, và cuối cùng là phải có xả, tức là công tâm, tức là thấy rằng những cái người khổ đều là đối tượng của tình thương mình hết. Và xả ở đây cũng có nghĩa là không có dính mắc. Dịch tiếng Anh là not sticky. Khi mình thương á, mà không có dính mắc á, thì tình thương đó mình biết là tình thương rất gần với đạo Phật. Mà thương mà bị dính cứng vào gỡ không ra thì cái đó không phải là tình thương trong đạo Phật. Tình thương đó sẽ gây khổ đau cho mình và cho những người khác. Tinh tấn tam căn, linh tâm bình đẳng, chánh trực, đó là cái tính chất của hành xả. Còn cái công dụng của hành xả là đối trị trào cử và tĩnh trú. Không biết sao thầy Hoàng Trang thầy nói như vậy, nhưng mà cái hành xả đâu có phải là đối trợ tà trị với trào cứ. Trào cứ tức là cái sự bất an, sự lăng xăng trong con người của mình. Tĩnh trú thì được, tĩnh trú tức là mình ở, mình cái tâm mình rất là yên lặng. Tại vì mình thương mà mình thương không có dính mắc á, mình thương mà mình ôm hết tất cả hai phe á, thì trong tâm mình rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mình thương một bên thì mình phải giận bên kia, và vì vậy cho nên không có tĩnh trú được. Thành ra cái định nghĩa này trong trong thành viên thức lượng mình phải xét lại. Tiếp đến là cái tâm sở gọi là bất hại. Khi mình đem cái tình thương của mình tới, mình chăm sóc, mình lo lắng cho một người nào đó, thì mình phải biết rằng cái tình thương mình nó có chất xả trong đó. Nhưng mà cái người được thương á, mình phải luyện cho họ, tại vì họ có thể dính vào mình, có thể dính vào mình. Ngay chính khi mà sư anh của mình bệnh mà mình chăm sóc cho sư anh thì mình cũng phải cẩn thận, tại sư anh có thể dính vào mình, tùy thuộc quá vào mình. Tại vì trong khi mình chăm sóc á, thì mình bày tỏ cái lòng ưu ái của mình, lòng lo lắng của mình, và sư anh sẽ cảm động rồi sư anh có thể dính vào mình. Sư em cũng vậy. Thành thử ra mình phải ý thức được. Và trong khi thương mình phải giữ tính cách công bình, không có vướng mắc của mình, nhưng mà mình cũng phải làm sao để cho người được thương, được chăm sóc cũng học được và cũng giữ được cái đó. Nếu không người đó sẽ bám riết lấy mình, mình phải vùng vẫy rất nhiều, mình phải nói nặng, người đó mới rời mình ra. Mà khi mà phải nói nặng thì nó tội nghiệp cho người đó. Có phải như vậy không? Thấy mình tử tế quá đó, ôm mình luôn. Quý vị có biết là khi mà mình vớt người chết đuối không? Vớt người chết đuối phải vớt cho khéo, cho người đó mà ôm mình một cái là hai người cùng chết đuối luôn. Ôm ghi chặt á, là mình bơi không được nữa.
thì cứu người đó không được, mình cũng tiêu luôn. Cho nên trong tình thương cũng phải vậy. Mình phải biết, mình phải có yếu tố xả. Và luôn luôn mình dạy cho người kia, chứng tỏ cho người kia ngay từ ban đầu rằng yếu tố xả là một yếu tố quan trọng của tình yêu đích thực. Bất hại, bất hại tiếng Phạn là ahimsa, có khi dịch là bất bạo động. Dịch tiếng Anh là non injury hay là non violence. Bất bạo động tức là cái tâm trạng không muốn gây thương tích, gây đổ vỡ xung quanh mình, là tại vì mình không muốn gây những khổ đau xung quanh mình và trên các loài khác. Thì cái tâm đó gọi là tâm bất hại. Cố nhiên là có tình thương á, có từ, có bi, thì tự nhiên nó sẽ có bất hại. Bất hại là cái quyết tâm không muốn gây đau khổ, không muốn gây đổ vỡ, không muốn gây thương tích. Mà đổ vỡ cho cái gì, cho ai? Thì ở trong đạo Phật dạy rất rõ là cho cái những người sống xung quanh mình, cho những loài động vật, cho những loài vật và cho những cái loài khoáng vật nữa. Khoáng vật cũng là loài, tại vì theo đạo Phật thì khoáng vật cũng có sự sống. Trong cái tư duy của Việt Nam thì chúng ta cũng thấy cái điều đó, là khoáng vật cũng có sự sống. Mà Trịnh Công Sơn nói là làm sao em biết bia đá không đau, trăng bao nhiêu tuổi, trăng già, phải có sự sống rồi mới sanh ra, mới lớn lên rồi mới già được chứ. Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non, thành núi nó cũng có tuổi, núi nó cũng có sự sống, trăng nó cũng có sự sống. Và thầy nhớ Trịnh Công Sơn nói rằng ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, huống là người. Và vì vậy cho nên vì tình thương, vì sự sống, mình bảo vệ sự sống của mọi loài, mình bảo vệ sự sống của những loài động vật khác, và mình bảo vệ sự sống của cây cối và của không khí, của nước, của đất, mình không có làm ô nhiễm. Và sự sống hàng ngày của mình nó chứng tỏ là mình có thực tập bất hại hay không. Khi mình ăn, mình uống, mình đi chợ, mình mua sắm, những cái lúc đó mình phải quán chiếu, coi thử là mình có tiêu thụ, mình có sinh sống trên cái tâm niệm bất hại hay không. Dùng một cái bao ni lông hay là xịt những cái chất độc để diệt cỏ, đó là những cái thì nó đi trái chống với tinh thần bất hại. Vì vậy cho nên những cái nhà mà gọi là bảo vệ sinh môi đó, là phải tìm ở trong đạo Phật cái giáo lý căn bản cho cái sự hành trì của họ. Là tại vì trong đạo Phật nói rằng con người được làm bằng những cái yếu tố không phải con người, không phải là người. Chúng sanh thì phi chúng sanh. Bởi vậy cho nên muốn bảo vệ con người là phải bảo vệ luôn những yếu tố của thiên nhiên, trong đó có các loài động vật, thực vật và khoáng vật khác. Phải bảo vệ nước uống, phải bảo vệ không khí, phải bảo vệ biển. Và giáo lý về bất hại là giáo lý rất cần thiết cho cái thế giới của chúng ta hôm nay.
non-injury, non-violence. Bất hại đã được dùng làm phương châm tranh đấu của Thánh Gandhi trong cái công trình phục hồi lại nền độc lập của Ấn Độ. Và bất hại cũng là cái phương châm tranh đấu của Phật tử Việt Nam dưới thời ông Diệm. Tại vì cuộc tranh đấu đó không có nhắm đến cái sự tiêu diệt đối phương, mà tiêu diệt cái ý niệm, cái ý đồ, cái vô minh ở nơi đối phương mà thôi. Kẻ thù ta không phải là con người, kẻ thù ta là vô minh, là tham vọng, là kỳ thị. Và ta tranh đấu với cái đó, chứ ta không có mục đích là tiêu diệt cái con người. Cũng như là khi một người bị bệnh sốt rét đó, thì mình muốn trị sốt rét đó, mình đâu cần phải giết người đó. Mình giết cái con vi trùng sốt rét ở trong con người. Mình chỉ cần chích Kinemax vào người đó thôi, và mình cứu người đó. Thành ra có những cái người áp bức, có những người bóc lột, có những người hung dữ, mình phải tranh đấu. Mình phải tranh đấu, mình chặn lại, mình không có cho họ làm cái công việc xâm chiếm, xâm lăng, tàn sát, bóc lột. Nhưng mà mình dùng những cái phương tiện bất bạo nhất để có thể hạn chế cái sự tàn sát nhân mạng. Thành khi mình là một vị tướng lãnh chỉ huy một cuộc hành quân, thì mình biết rằng mình không có thể tránh được cái sự chém giết. Nhưng mà nếu mà mình được học về tinh thần bất hại, thì mình sẽ sắp đặt cái cuộc hành quân mình như thế nào để cho cái sự đổ máu nó càng ít càng hay. Tức là những cái nhà chỉ huy quân sự cũng có thể thực tập bất hại tới một cái mức độ nào đó. Nếu mình là một nhà tu thì mình thực tập bất hại có thể tới 80-90% trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà một nhà quân sự trong khi phải hành quân để chống lại một cái cuộc xâm lăng thì cũng có thể thực tập bất hại tới một mức độ nào đó. Tại vì trong những cuộc hành quân thông minh mà có tình thương thì chúng ta có thể ngăn chặn cái sự giết chóc những cái lương dân vô tội, và chúng ta có thể tiết kiệm được xương máu không phải là của binh sĩ bên phía ta, mà tiết kiệm luôn được xương máu của binh sĩ bên phía địch nữa. Tại vì bên đó họ cũng đáng thương, họ cũng chết. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, ở bờ biển Normandy, các nước tới để mà làm lễ kỷ niệm 50 năm ngày đồng minh đổ bộ lên nước Pháp để tiêu diệt quân đội thế lực phát xít. Thì ngay cái ngày 6 tháng 6 đó là quân đội đồng minh chết trên 10.000 lính. Và chúng ta có thể tới cái miền đó để thăm những cái bãi tha ma, những nghĩa địa của người Mỹ, những nghĩa địa của người Anh, có rất nhiều nghĩa địa với thánh giá, và có một nghĩa địa của người Đức. Tám mươi ngàn người Đức đã chết trong cuộc chiến đó, tại đó. Và ngày hôm đó, sau khi đã đi thăm nghĩa địa của các đồng minh, thì có những phái đoàn họ đã tới đi thăm nghĩa địa của những người lính Đức. Và khi mà báo chí hỏi tại sao họ đi thăm nghĩa địa của những người Đức, là những người có trách nhiệm về cuộc thế chiến, thì họ nói rằng những người Đức này họ cũng như mình, họ cũng yêu nước, họ phải nghe lời
cái lãnh đạo của họ, và họ tới đây họ chết cũng là vì vậy. Cho nên chúng tôi thấy được như vậy, cho nên chúng tôi cũng đem những vòng hoa, chúng tôi đem hương tới, và chúng tôi cũng tỏ bày sự cảm thương của chúng tôi đối với những người đó. Và khi mà những người không phải là Phật tử, chưa bao giờ được học về từ bi hỷ xả mà làm được công việc đó và tuyên bố được điều đó, thì mình thấy rằng trong cái tình thương của họ đã có chất liệu của xả, của bất bạo động, của bất hại. Và mình phải nghiêng mình kính phục những người như vậy. Bất hại nó được căn cứ trên cái tuệ giác bất nhị. Bất nhị tức là non-duality. Cái người kia cũng là mình thôi. Người kia đau khổ cũng là mình đau khổ. Cho nên hành động của ta, cuộc tranh đấu của chúng ta không có mục đích trừng phạt. Dầu là trừng phạt cái kẻ đã gây ra tang tóc đổ vỡ cho ta, cho gia đình ta, cho đất nước ta, mà mục đích của ta để chặn đứng cái đà giết hại xâm chiếm đó. Và chúng ta phải có khả năng thương được những cái người kẻ thù của ta, những cái người mà trước đó ta coi là kẻ thù của ta, nhưng kỳ thực nhìn lại thì họ cũng là nạn nhân của cái chính sách thực dân, chính sách xâm chiếm, chính sách tham vọng. Mà chính sách thực dân, chính sách xâm chiếm tham vọng đó đích thực là kẻ thù của nhân loại, mà nó không có xứ sở, nó nằm ở ngay trong lòng của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta nó nằm ngay trong lòng của mỗi chúng ta, tại vì trong mỗi chúng ta đều có tham vọng, trong mỗi chúng ta đều có kỳ thị, trong mỗi chúng ta đều có tàn ác. Và vì vậy cho nên xoay trở lại để mà đối diện với kẻ thù đó trong ta, đó là phạm vi của sự tu học. Cố nhiên ta phải giúp những người khác để có thể chuyển hóa những cái hạt giống của bạo động, của căm thù, của tham vọng ở trong những người đó. Và phương pháp hay nhất là giáo dục. Giáo dục bằng chính cái sự sống của chúng ta. Và trong suốt những cái năm tháng mà ở bên Mỹ thì tôi làm công việc đó. Tôi đi diễn thuyết ở tại các nhà thờ, tại các trường đại học, đi biểu tình là mục đích để nói ra rằng kẻ thù của ta nó nằm ở trong cái sự u mê, trong cái sự tham vọng của ta. Và nếu quý vị quán chiếu lại cái chính sách chiến tranh, cái chính sách ngoại giao của quý vị, thì quý vị sẽ thấy rằng cái hành động của quý vị đang gây tan tóc đổ vỡ không phải cho nước Việt mà cho cả nước Mỹ nữa. Và cái tiếng nói đó nó đã làm cảm động được lòng người. Nó đã khiến cho dân trí thức Mỹ đứng dậy, tuổi trẻ Mỹ đứng dậy và xét lại cuộc chiến. Trước đó thì họ nghĩ rằng cuộc chiến đó là một cuộc chiến thần thánh, và Chúa đứng về phía của cuộc chiến đó, tại vì Cộng sản là ma vương, là những thế lực thù nghịch đối với nhân loại. Mà họ không có biết rằng cái chính sách, cái nhận thức của họ, cái vọng tưởng của họ chính là những cái thế lực nó gây ra chiến tranh. Thì trong những cái tháng đi diễn thuyết như vậy đó, thì mình kiếm không biết bao nhiêu là bạn, nhưng mà cũng có người chống đối, có người đứng ra chống đối. Những người chống đối là những người thuộc về hai cái phía. Một phía là những người chống cộng cực đoan. Mình nói gì thì nói, họ cũng vẫn nghĩ rằng miền Bắc Việt Nam là ma, còn mình sang bên Mỹ, mình sang Việt Nam là để giúp miền Nam, tức là những người bị thế lực của ma đàn áp. Thì sau khi nói ở đài phát thanh, đài truyền hình ra rồi, thì thầy đi thiền hành. Đây là một thành phố miền Nam nước Pháp, nước Mỹ. Có một bà chạy theo rượt thầy tính vấn. Này ông có biết không, Hồ Chí Minh là một tên đồ tể rất là nguy hiểm,
thì mình biết rằng là bà này cũng là nạn nhân của sự tương trường thôi. Và bây giờ không có lý đứng lại mà cãi lộn với bà, thành ra thầy xá bà và thầy mỉm cười thầy đi thôi. Tại vì vừa mới nói xong mệt quá, không có lý bây giờ thêm một bài pháp thoại cho bà nữa. À, còn cái thế lực ngược lại là cái thế lực muốn cho nước Mỹ thua càng sớm từng nào càng hay từng đó. Tại vì họ đã lên tiếng với chính quyền họ rồi, mà chính quyền họ vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Thì trong những cái buổi diễn thuyết 500 người, 1.000 người, 1.500 người, luôn luôn có những cái người như vậy đứng dậy nói ông sang bên này làm gì, đáng lý giờ này ông ạ phải ở Việt Nam cầm súng và phải bắn cho hết tất cả những người Mỹ ở Việt Nam. Đó là người Mỹ nói đó. Nó có hai thứ, có hai cực đoan. Thì lúc đó thầy mới ngưng nói, rồi thầy mới nhìn quần chúng, rồi thầy nói rằng tôi nghĩ cái gốc của chiến tranh nó nằm ở bên này, vì vậy cho nên tôi đã qua bên này. I thought that the roots of the war is here, that is why I have come. Thì đó là câu trả lời của thầy. Thì nó có nghĩa rằng là cái gốc rễ của chiến tranh nó nằm trong đầu óc của những người ở Bạch Cung và ở Ngũ Giác Đài, và mình phải đem cái tuệ giác đó qua cho họ. Và mình đã chinh phục được quần chúng, mình đã chinh phục được nhà trí thức, mình đã chinh phục được một số những chính trị gia để cho họ thay đổi, mà phải rất nhiều tình thương, phải rất nhiều kiên nhẫn mới có thể làm được chuyện đó, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Vậy thì bất hại nó được căn cứ trên tinh thần bất nhị, tức là người kia với mình là một, người kia với mình như là hai cánh tay của một cùng thân thể, và mình không có muốn gây đố vợ đau nhức cho người kia, mình chỉ muốn chặn đứng những cái thế lực u minh, u mê, độc tài, tham vọng mà thôi. Mình không có muốn giết cái người bị sốt rét, mình chỉ muốn giết vi trùng sốt rét mà thôi. Thì cái tâm niệm không muốn gây đổ vỡ, không muốn gây đau khổ cho người kia gọi là tâm niệm bất hại, non-injury. Tác phẩm mà Thành Di Thức Luận định nghĩa bất hại như thế này: ư chư hữu tình, bất vi tổn não. Ư chư hữu tình, bất vi tổn não. Đó là cái tính chất của bất hại, là đối với các loài hữu tình, tức là các loài chúng sanh, living beings, bất vi tổn não là không làm cho họ bị khổ đau và thương tích. The willingness not to harm, not to destroy living beings. Nhưng bây giờ thì mình thấy rằng là hữu tình cũng chưa đủ, phải vô tình nữa. Tại vì những cái mà mình thường gọi là vô tình đó, chưa chắc nó đã là vô tình. Như là cây, cây nó có tình lắm chứ, nó trung thành với mình lắm, nó thương yêu mình lắm. Đá cũng vậy, nước cũng vậy. Nếu không có cây, có đá, có nước, có nắng, có không khí thì mình đâu sống được. Vì vậy cho nên những cái đó nó thương mình rất sâu xa và nó rất là trung thành. Mỗi khi mình cần là nó có mặt. Và mình luôn luôn trong đời sống này, mình luôn luôn sát hại nó. Cho nên cái định nghĩa bây giờ
là ư chư hữu tình giữ vô tình chúng bất vi tuẩn nạn thì nó đúng hơn. Và cái công dụng của nó theo thành như thức lượng là đối trị hại, có những bất hại là đối trị hại rồi chứ gì nữa, đối trị cái hại, tức là to counter the willingness to harm, to injure. Bi mẫn vi nghiệp, bi mẫn. Tức là có cái lòng xót thương, lanh mẫn. Trong tác phẩm Tam Thập Tụng, trong học phái Duy Biểu thì chỉ thấy ghi 11 tâm sở thiện thôi. Nhưng mà thật ra thì còn nhiều nữa. Bây giờ chúng ta ghi vào những cái tâm sở thiện mà chúng ta đề nghị để các thế hệ sau họ khai phá. Cái tâm sở khác là vô úy. Vô úy tức là non-fear. Nó là sự vắng mặt của sợ hãi. Cố nhiên là yếu tố tuệ và chánh kiến, nó rất quan trọng ở trong đó. Nếu mà có tuệ giác thì chúng ta sẽ không có sợ hãi. Thường thường sợ hãi là tại vì thiếu tuệ giác. Một trong những cái định nghĩa của Bụt là đại bi, đại trí và đại hùng. Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng có nghĩa là vô úy. Đại hùng tức là tinh thần vô úy. Thứ hai là vô ưu. Asoka. Vô ưu cũng là tên của một cái thứ cây ở bên Ấn Độ. Vô ưu có nghĩa là non anxiety, lo lắng là cái chứng bệnh phổ biến nhất và nặng nhất của xã hội bây giờ. Lo thất nghiệp, lo tương lai không biết là về sau, cứ sera đó. Lo lắng cái người mình thương ngày mai không biết còn thương mình hay không. Lo lắng cái người mình thương không biết là có sống được lâu không, hay là sẽ chết, hay sẽ có tai nạn. Rồi chúng ta bị cái sự lo lắng nó rình, nó rập, nó phục kích. Và vì vậy cho nên cái nếu mà quý vị làm ở trong nghề dược thì quý vị biết rằng là xã hội chúng ta tiêu thụ rất nhiều thuốc để chống lại sự lo lắng, anxiolytic. Thành ra phải thực tập như thế nào? Đó là một vấn đề lớn của thời đại. Những cái bệnh tâm thần của chúng ta nó xảy ra là do cái sự lo lắng quá độ. Ta phải chạy đua quá độ. Và chúng ta muốn thành công. Chúng ta muốn leo lên những cái điều gì cao trong xã hội. Cho nên chúng ta lo lắng suốt ngày suốt đêm. Và sự lo lắng đó nó đi vào giới thiếu nhi. Và chúng ta buộc con cháu chúng ta phải học ngày học đêm. Thành ra các cháu cũng bị căng thẳng, các cháu bị stress rất nhiều. Và người ta báo cáo là Hồng Kông bây giờ con nít nhảy lầu tự tử rất nhiều, là tại vì sự lo lắng của người Hồng Kông nó đã lan vào trong con, nó thấm vào trong con cháu của họ. Cha mẹ mà lo lắng thì thế nào con cháu cũng lạnh đủ. Trẻ con Hồng Kông 7-8 tuổi, 11 tuổi nhảy lầu xuống chết nhiều lắm.
là tại vì cha mẹ họ lo lắng không biết ngày mai họ sẽ đi đâu, Hồng Kông số phận Hồng Kông như thế nào. Rồi ngoài ra còn bắt con phải học quá nhiều, học gấp 2, gấp 3 lần. Và đây là địa ngục chứ không phải là sự sống. Thì có một cháu ở bên Mỹ về Việt Nam, thăm Việt Nam. Nó đem một mớ tiền về. Nhưng mà về tới miền quê thì nó gặp một người bà con. Hảo thì tại vì trời nóng đó, Hảo tháng 3 Việt Nam nóng lắm. Nên người kia ở trần thôi, nhưng mặc chiếc quần đùi thôi, mà chiếc quần cộc đó là cũng cũ rồi. Và sống một cái nhà dưới một cái mái nhà tranh rất là đơn sơ. Và cái người trẻ từ bên Mỹ về chứng kiến cái cảnh cái người anh bà con của mình ngồi xuống trên chiếc võng và đung đầy chiếc võng và cảm thấy rằng bên Mỹ không bao giờ có chuyện đó. Tại sao mà nó thảnh thơi, nó hạnh phúc tới cái mức đó? Mà yếu tố là có gì đâu, chỉ có một cái võng thôi và một chiếc quần cộc thôi, không có lo lắng gì. Chứ không mà ngồi xuống chân vòng bằng đâu đưa thấy nó thật thôi. Cái cảnh đó mà tìm bên Mỹ không có. Chúng ta đã làm gì cái đời của chúng ta? Chúng ta đã biến cái xã hội ta thành một cái địa ngục. Chúng ta mất hết những cái thảnh thơi. Chúng ta mất hết những cái hạnh phúc. Chúng ta lo lắng quá độ. Và lo lắng thành ra chứng bệnh nó tràn ngập vào trong tất cả mọi người. Và nó lan vào trẻ con. Sư cô Trần Diệu Nghiêm về Á Châu đó, có báo cáo, viết những cái bưu thiếp về báo cáo. Là ở các thành phố Malaysia, Indonesia, sao người ta nghèo như vậy mà người nào cũng cười suốt ngày? Sư cô nói rằng là họ chỉ cần đi chậm chậm lại, đi thiền hành là hạnh phúc tăng thêm thôi. Chứ còn ở các thành phố Tây Phương ít ai cười lắm. Đi ngoài đường người nào cái mặt cũng lo lắng hết à. Không những ở trên metro, subway, cái mặt người nào người đó nặng, đầy lo lắng. Mà rồi thì trên các đường phố họ đi chơi cũng vậy. Ít thấy có nụ cười. Và sự lo lắng trở thành ra một cái yếu tố nó trấn ngự trong tâm hồn của người thời đại mới. Cho nên thuốc mà chúng ta cống hiến cho thời đại là thuốc vô ưu. Mà phải làm thế nào? Chúng ta phải có cái chất liệu vô ưu trong người của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ rằng sống đơn giản có thể có hạnh phúc. Mà chứng tỏ không phải là một bài nói mà một cái sự sống. Thì chúng ta mới mở một cái lối thoát cho cái nền văn minh mới của chúng ta mà thôi. Kiên. Kiên tức là kiên trú đó. Kiên này tức là sự vững chãi. Dịch là kiên, dịch là stability, solidity. Chúng ta biết rằng trong những cái đức của Niết Bàn, vững chãi và thảnh thơi là hai đức quan trọng nhất. Và vững chãi, kiên cố, mình có thể dịch là solidity, stability. Chúng ta biết rằng hạnh phúc không thể nào có được nếu chúng ta không có cái sự ổn định
cái sự vững chãi trong thân và trong tâm của chúng ta. Mà muốn có sự ổn định thì chúng ta phải thực tập, chúng ta phải được bao bọc bởi một cái tăng thân, một cái hoàn cảnh trong đó có sự vững chãi. Chúng ta đừng nương tựa vào những cái bất binh, tại vì chúng ta nương tựa vào những cái bất binh thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Ở Tây Phương á, những cái cuộc tình duyên nó tan vỡ rất nhiều, và các em bé lạnh đủ hết. Cái hiện tượng gọi là single parenting nó thành một hiện tượng rất là phổ biến. Chỉ có cha nuôi con thôi, hoặc là chỉ có mẹ nuôi con thôi. Và luật bên này thì là trong một cuộc đổi vợ như vậy thì người mẹ thường thường có cái quyền để giữ đứa con. Và nếu cái cuộc tình duyên nó đổ vỡ rồi á, thì nó có cái sự lung lay bên trong, trong không những trong cơ cấu của gia đình mà trong cái trái tim của bà mẹ hay là của người cha. Và cái sự lung lay đó nó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Thì thường thường các bà mẹ trẻ nghĩ rằng mình phải đi tìm cho con một người cha mới, và cứ tin rằng nếu không có một cái người đàn ông để nương tựa thì sẽ không có cái vững chãi đó, cái solidity, cái stability đó. Và họ trong cái tâm trạng như vậy, họ níu lấy người này, họ níu lấy người khác như là cứu tinh. Nhưng mà thường thường những người họ níu đều là những người không có cái sự vững chãi trong họ. Rồi em bé lại phải khổ lần thứ hai, sẽ khổ lần thứ ba. Đây là hiện tượng nó xảy ra ở Tây Phương. Và bà mẹ với đứa con đó cứ đau khổ dài dài. Khi mà họ về lần hồng thì thầy thường hay dạy rằng là quý vị hãy tập học để làm cha đi, làm mẹ, nhưng mà cũng phải làm cha. Mình phải tự túc trước đã, mình phải biến mình thành một cái hải đảo vững chãi để đừng bị những cái đợt sóng của biển cả nó tạt vào, nó kéo mình ra, và con mình mới có thể an bình được. Tại vì khi mà mình nương tựa vào một cái lung lay thì mình sẽ bị lung lay theo. Thành đừng có vội vàng hấp tấp. Nếu có cái trường hợp mà một người vững chãi xuất hiện trong đời mình á, mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ trước khi chấp nhận người đó. Còn trước khi thấy được rằng cái người kia có sự vững chãi thì mình đừng có nên phiêu lưu nữa. Tại phiêu lưu như vậy, chút ít vững chãi còn ở trong mình sẽ tan biến, và đứa con mình sẽ hoàn toàn lãnh đủ. Vì vậy cho nên nuôi con một mình, single parenting, là một vấn đề rất lớn mà chúng ta phải giải quyết, chúng ta phải giúp. Dạy Phật Pháp ở Tây Phương, chúng ta phải có pháp môn để giúp người thành công. Trong đời sống tu học của mình, luôn luôn mình phải được bao bọc với một tăng thân. Tăng thân đó sống và thực tập đều đều. Mình phải giữ cái tính cách ổn định với vững chãi của tăng thân. Nếu mình muốn xây dựng cho mình một cái nền tảng vững chãi và ổn định ở trong mình, mình phải cố tâm, quyết tâm níu lấy tăng thân, níu lấy hoàn cảnh, và phải ở cho càng lâu càng tốt. Còn nếu bị một vài cái khó khăn mà nghĩ đến cái chuyện thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tăng thân, thì cái chuyện đó nó cũng giống như là cái người thiếu phụ kia đi tìm một người cha mới cho con mình mà vướng phải một người không có sự ổn định, rồi thì cả mình và con mình đều khổ đau. Cho nên phải bám lấy cái hoàn cảnh của mình, bám lấy tăng thân của mình, vượt thoát những cái khó khăn trong hiện tại, để một phần đóng góp vào cái sự ổn định của tăng thân, mà hai là xây dựng lại cái tính cách ổn định đó trong chính bản thân của mình. I stick to my sangha, remarkable, and my community.
chứ đừng có thấy hơi khó khăn là nghĩ đến cái chuyện đào tẩu, đứng núi này này trong núi nọ. Phải có vững chãi thì mới có thảnh thơi được. Tiếp đến là hỷ. Mình có xả rồi á, nhưng mà hỷ là một yếu tố rất là quan trọng. Hỷ thiếu cái chất chất hỷ thì sự tu hành á, nó không có thành công được. Tu mà cái mặt rầu rầu, tu mà khóc suốt ngày, tu mà không có niềm vui gì hết, ngồi thiền hay đi thiền hành hay ăn cơm im lặng đều không có niềm vui, thì tu như vậy là tu sai rồi, tu như vậy là không có hỷ. Thành ra phải thấy được hạnh phúc trong khi thiền hành, phải thấy hạnh phúc trong khi thiền tọa, phải thấy hạnh phúc trong khi nấu cơm, trong khi chùi cầu tiêu, trong khi chơi với các bạn tu của mình, trong khi ăn cơm im lặng. Thì yếu tố hỷ là một yếu tố rất quan trọng cho sự tu học. Tăng là đoàn thấy đẹp, cùng đi trên đường vui. Năm nay làng Hồng ăn mừng 12 năm sinh nhật, và nhà xuất bản Parallax sẽ ra một cái văn tập có thi, có nhạc, có họa và có bài, có bài viết. Và cái nhan đề của cái văn tập đó là The Joyful Path, con đường vui. Thì chúng ta phải làm sao cho cái con đường chúng ta đi là một con đường vui. Càng tu càng vui, càng vui càng vui, tu nó càng 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 thành công. Tu tại, tự tại là lấy từ cái tên của Đức Quang Thế Âm, Quán Tự Tại. Tự tại có nghĩa là tự do. Cố nhiên xả cũng là tự do, nhưng mà tự tại ở đây có nghĩa là không có bị ràng buộc bởi bất cứ một cái gì. Giữ được cái chủ quyền của mình, không có bị danh ràng buộc, lợi ràng buộc, không có bị sự đe dọa ràng buộc. Freedom và khiêm. Khiêm tức là khiêm cung, là humility, là simplicity. Chúng ta thấy cái hiện tượng tự hào, tự thị, tự đắc, ngạo mạn, nó xâm chiếm luôn cả ngay trong giới những người xuất gia. Học cũng chưa được bao nhiêu, tu cũng chưa được bao nhiêu, nhưng mà rất ý thức cái địa vị của mình và trong cái đời sống hàng ngày mình không chứng tỏ có được cái sự khiêm cung đó, có sự đơn giản đó. Và vì vậy cho nên hạnh phúc nó không có thật. Nếu không khiêm cung thì mình không có học thêm được, mình không có tu thêm được, mình không có thực hiện thêm được, mình không có đi xa hơn được trên con đường sự nghiệp của mình. Và vì vậy cho nên luôn luôn phải có tính cách khiêm cung, phải biết rằng cái học và cái tu của mình nó đang còn rất là khiêm nhường. Và chúng ta có thể học được mỗi ngày, bất cứ từ ai, một em bé cũng có thể dạy ta được, một cây tùng cũng có thể dạy ta được, một cái niềm đau nó xảy ra cũng có thể dạy ta được. Và ta luôn luôn tự nguyện là một người suốt đời học hỏi và tu tập. Nguyện suốt đời học hỏi, đó là một trong những cái giới của 14 giới tiếp hiện. Đừng có cho mình là đã biết đủ, là đã nắm được chân lý. Chân lý nó nắm được, nó như gió. Mình mới nắm, mình tưởng nắm thì nó đã tuột ra khỏi tầm tay của mình rồi. Và nhất là đừng có nói rằng ta là giữ được
giữ được quyền ở chân lý. Nếu ai muốn có chân lý thì tới đây.